số chín nhỏ, cúng tế, trộm nghe. Giá trị của vàng ngọc khác nhau, nhưng mọi người đều cho đó là vật báu. Giáo nghĩa của Lão và Khổng sai biệt, nhưng tất cả mọi người đều tuân theo. Lẽ nào Khổng Tử sanh ra ở nước ta mà lại muốn thờ ông ấy làm thầy, còn Đức Phật ở nơi xa xăm mà có lòng muốn lìa bỏ? Sự việc vô cùng bức thiết, nên tôi trình bày lẽ đúng sai, sáng tối, chứ không tự quyết định. Khổng Tử qua đời khắc tượng thờ ngàn năm nơi miếu mạo, Đức Phật dựng linh tháp thờ kính muôn đời. Đó là muốn cho người thấy hình thì tưởng nhớ, thấy tượng thì hồi tâm, trọng thầy và trung vua đều cùng một nghĩa. Đến như ông Đinh Lang buộc lưng kính thờ tượng mẹ bằng gỗ, ông Vô Tận cởi chuỗi ngọc dâng lên cúng tháp Phật Đa Bảo. Suy tìm việc xưa mờ mịt, nhớ đến thuở ban sơ xa xăm, thật có rất nhiều người noi theo, nhưng cũng không vượt ra ngoài nghĩa lý. Lại xét trong kinh lễ, bậc thiên tử thì có 7 miếu, các vua chư hầu có 5 miếu, đại phu và khanh sĩ đều có thứ bậc. Thiên gọi là thần, tế trời ở Gò Tròn. Địa gọi là kỳ, nên tế đất ở Đầm Vuông. Nhân gọi là quỷ, nên cúng tế ở Tông Miếu. Rồng thì có công làm mưa, trâu có công dụng kéo cày, do đó đều được lập hình tượng ở làng xóm, phố chợ, gốc cây, cổng thành. Huống chi Phật là thầy của 3 cõi, cha mẹ của 4 loài, có oai đức được muôn ức người tôn kính, giới hạnh thanh cao, làm khuôn phép cho chúng sanh. Cho nên, người thiện đều hướng về, như 100 sông đều đổ về biển cả, ánh sáng rực rỡ bao trùm, như mặt trời mặt trăng ở giữa các vì sao. Nước Nhục Chi giữ lại di ảnh, nước Ma Kiệt Đà để thân cho, Xá Lợi được lưu bố rộng rãi, xây tháp thờ ở Tinh Xá Kỳ Hoàng. Các thánh hiền nương đây mà được phúc lớn, kẻ tôn quý nhờ đó mà an ổn. Kinh Trường A Hàm ghi rằng, tất cả nhà cửa của người dân, các đường phố ngõ hẻm bờ ruộng, lò mổ, chợ quán, cho đến núi đồi, đều có quỷ thần ở. Các loài quỷ thần đều được đặt tên theo chỗ ở. Con người mới sanh ra đều có quỷ thần theo hộ vệ. Những người sắp chết, quỷ thần thâu lấy tinh khí. Dù chỉ một người hay 100.000 người làm 10 điều ác, thì chỉ có 1 vị quỷ thần theo hộ vệ. Còn người làm 10 điều thiện, cũng giống như vua của một nước, được 100.000 người bảo vệ. Kinh Thập Phương Thí Dụ ghi rằng, tất cả quỷ thần trong trời đất đều biết được thọ mạng, tội và phúc của con người, đang đến hoặc chưa đến, nhưng không thể làm cho con người sống thêm hoặc chết đi, cũng không thể khiến cho con người giàu sang hay nghèo khổ. Chúng chỉ muốn khiến cho con người làm ác, phạm giới sát, rồi nhân lúc phúc của người ấy suy hao, thì chúng làm cho cuồng loạn, nói về tội phúc, khiến cho con người thiết lễ cúng tế chúng. Nên biết, nếu chỉ biết cúng tế quỷ thần suông mà cầu phúc hiện tại và tương lai, thì khó đạt được. Trong Kinh Phổ Diệu ghi rằng, lúc bấy giờ Ngài Ca Diếp dùng kệ thưa với Đức Phật rằng, nhớ lại việc cúng tế, trải qua 80 năm, thờ thần gió lửa nước, nhật nguyệt và núi sông, đêm ngày không biến trễ, lòng không nghĩ việc khác, cuối cùng chẳng được gì, gặp Phật mới an ổn. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, ngày xưa có Bà La Môn ngày đêm cúng bái miếu thờ trời. Vị trời hỏi, ông muốn cầu điều gì? Bà La Môn đáp, nay tôi muốn làm chủ ngôi miếu thờ trời này. Vị trời nói, đằng kia có 1 đàn trâu, ông hãy đến hỏi con đi đầu tiên thử xem. Bà La Môn liền đến hỏi, hiện nay ngươi cảm thấy như thế nào, là khổ hay vui? Trâu đáp, tôi rất khổ, 2 bên sườn luôn bị đau rát, lưng bị tổn thương, đeo gông, kéo xe chở nặng, không có thời gian nghỉ ngơi. Bà La Môn lại hỏi, vì sao ngươi làm thân trâu này? Trâu đáp, ngày xưa tôi làm chủ miếu thờ trời, tự ý lấy vật trong miếu dùng, nên sau khi mạng chung, đọa làm thân trâu, chịu nhiều đau khổ.
Sau khi nghe nói như thế, Bà La Môn trở lại chỗ cũ. Vị trời liền hỏi: "Nay ông muốn làm chủ miếu thờ trời nữa không?" Bà La Môn đáp: "Tôi biết việc này rồi, thật lòng không dám làm nữa." Vị trời nói: "Người làm điều thiện hay ác thì tự sẽ nhận lấy quả báo." Bà La Môn nghe rồi liền sám hối tội lỗi, tu các pháp lành, sửa đổi lỗi lầm xưa. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, ngày xưa có một ông lão, nhà rất giàu có. Vì muốn ăn thịt, nên ông ta tìm cách nói dối, chỉ vào cái cây ở đầu ruộng mà bảo các con rằng, sở dĩ hôm nay gia đình chúng ta giàu có, đều nhờ ân đức của thần cây này. Nay các con nên bắt một con dê trong đàn làm thịt để cúng tế. Bấy giờ các người con vâng lời, liền giết một con dê cúng tế để trả ơn, và lập miếu thờ thần ngay gốc cây. Sau đó người cha mạng chung, theo nghiệp đã tạo, liền sanh vào trong bầy dê nhà mình. Đến lúc muốn cúng tế thần cây, các người con bắt một con dê làm thịt, thì bắt nhầm con dê mà cha mình thọ sanh. Lúc sắp bị giết, con dê gào khóc và nói, cây này không có thần linh gì đâu. Vì ngày xưa ta muốn ăn thịt, nên nói dối các con cúng tế để cùng nhau ăn thôi. Nay một mình gánh chịu, đền trả tội lỗi đời trước. Bấy giờ có vị A-la-hán đi khất thực ngang qua, thấy cha của những người này chết, đọa làm thân dê. Vị A-la-hán liền cho người chủ mượn đạo nhãn để tự quan sát. Biết được con dê đó chính là cha mình, lòng vô cùng đau khổ, họ liền chặt cây thần đó. Rồi sám hối tội lỗi, tu phúc, không còn giết hại chúng sanh nữa. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi rằng, Đức Phật dạy, có thuyết cho là người con tu pháp lành, cha làm việc ác, thì nhờ người con tu pháp lành mà người cha không đọa vào ba đường ác. Điều đó không đúng. Vì sao? Vì ba nghiệp thân khẩu ý đều khác nhau. Nếu người cha chết bị đọa làm ngạ quỷ, người con vì cha làm phúc, người cha sẽ hưởng được phúc đó. Nếu người ấy sanh lên cõi trời, thì không còn nghĩ đến những vật trong loài người. Vì sao? Vì cõi trời đã đầy đủ những vật báu vi diệu. Nếu đọa vào địa ngục chịu các sự đau khổ, không còn rảnh rỗi để nhớ nghĩ gì, cho nên không hưởng được phúc ấy. Sanh vào loài người hay súc sanh cũng giống như vậy. Vì sao chỉ riêng loài ngạ quỷ hưởng được? Do chúng vốn tham lam, bỏng sẻn, nuối tiếc, nên đọa làm ngạ quỷ. Song lúc đã thọ thân ngạ quỷ, chúng thường ăn năn tội lỗi xưa, luôn nhớ nghĩ muốn được thọ hưởng, vì thế chúng được hưởng. Nếu người được cầu phúc đã sanh vào các đường khác, mà quyến thuộc của họ còn đọa trong loài ngạ quỷ, thì cũng đều hưởng được. Vì thế, người trí nên khuyên mọi người, vì loài ngạ quỷ mà làm phúc. Đại ý kinh Chánh Pháp Niệm cũng giống ở đây. Có người hỏi, nếu cúng tế thì ai thọ hưởng? Đáp, hễ cúng tế nơi nào thì quỷ thần ở đó thọ hưởng. Nếu gần rừng thì thần cây ở đó thọ hưởng. Các trường hợp như ở nhà, sông, suối, giếng, núi rừng, gò đống cũng giống như vậy. Người cúng tế cũng được phúc. Vì sao? Vì họ khiến cho những kẻ thọ hưởng sanh tâm vui mừng. Do phúc đức cúng tế này mà bảo vệ được tánh mạng và tài sản của họ. Nếu nói giết chúng sanh để cúng tế mà được phúc, điều này không đúng. Vì sao? Vì ở thế gian chưa thấy ai gieo hạt y lan mà mọc cây chiên đàn bao giờ. Y lan là một loài thực vật thuộc họ Tương Hà, sống ở Nam Ấn Độ, bên ngoài hơi giống cây lau, thân cứng, lá dài như thanh kiếm, lá chín, xếp song song, hoa hình chiếc mũ, màu trắng có lông tơ, quả hình trứng, vỏ có những lằn ngang, hạt màu tro xám, mùi thơm nồng, giống như uất kim, gừng, dùng làm thuốc. Nếu giết thân mạng chúng sanh mà được phúc đức, điều đó không bao giờ có. Nếu muốn cúng tế thì nên dùng hương thơm, hoa quả, sữa, bơ để cúng. Nếu vì người chết mà làm phúc thì có ba thời điểm: tháng giêng mùa xuân, tháng năm mùa hạ, tháng chín mùa thu.
Nếu đem các thứ cần dùng như phòng nhà, ngoạ cụ, thuốc men, vườn, rừng, ao, giếng, voi, ngựa, trâu, dê bố thí cho người khác, thì sau khi mạng chung sẽ được phúc. Tùy theo vật bố thí được thọ dụng lâu hay mau, mà phúc đức theo đó sinh ra. Phúc theo người đó như bóng theo hình. Hoặc có thuyết, sau khi chết thì mất tất cả. Điều này không đúng. Vì sao? Vì vật hư hoại không thể sử dụng sẽ tiêu mất trong sớm tối, còn thân mạng thì không phải mất là hết. Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, vì loài ngạ quỷ mà làm phúc, ngạ quỷ được ăn uống, thân chúng ta cũng tăng thêm lợi ích. Như người có mùi hôi thì được thơm, người xấu trở thành đẹp. Kinh Ưu Bà Tắc Giới lại ghi rằng, thức ăn uống của các loài ngạ quỷ không giống nhau. Có loài ăn máu mủ, có loài ăn phân dơ. Nhưng khi được bố thí, thì tất cả vật thí biến thành thức ăn ngon. Nếu loài ngạ quỷ thọ sanh vào các nơi khác, khi người thân bố thí cho họ, ngạ quỷ kia do nghiệp lực, từ xa biết được, sanh tâm vui mừng. Hoặc sanh trở lại trong nhà mình, chịu các quả báo khổ đau, hàng thân quyến bố thí cho họ, ngạ quỷ đích thân thấy được, nên sanh lòng vui mừng. Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, có người cầu tiền tài một cách phi pháp, đến khi được rồi thì lại tham tiếc, không muốn cho người thân của mình, huống gì người ngoài. Vì không có tâm bố thí, nên lúc mạng chung, họ bị đọa vào loài ngạ quỷ, ở trong hầm xí dơ bẩn bên cạnh nhà mình. Những người thân của họ biết vậy rất đau khổ và nghĩ rằng, người kia chất chứa tài vật, bản thân không dám tiêu xài, lại không bố thí cho người. Vì đau khổ, nên họ muốn mời những bà con, bạn bè, bậc tri thức, sa môn, bà la môn đến để cúng dường các thức ăn uống. Bấy giờ, ngạ quỷ thấy vật của người thân bố thí, thì tưởng là của mình, và nghĩ rằng, những tài vật này do ta gom chứa, nay đem ra bố thí cho người khác. Họ rất vui mừng, sanh lòng kính tinh ruộng phúc. Nếu sanh vào những đường khác, họ không hưởng được. Dù người chết không được hưởng phúc, nhưng người tu tạo phúc cho người chết sẽ được nhiều lợi ích. Giống như khởi lòng từ, thì mình sẽ được phúc. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, như người khởi lòng từ bi nhớ nghĩ chúng sanh, muốn cho họ đều được vui vẻ. Tuy chúng sanh không được vui vẻ, nhưng người nhớ nghĩ cũng được phúc rất lớn. Nếu người không thích bố thí, dù sanh lên cõi trời hay đắc thánh quả, cũng vẫn bị thiếu y phục và thức ăn uống. Kinh Ưu Bà Tắc Giới ghi rằng, người trì giới tuy không thích bố thí, dù chứng quả A-la-hán, nhưng vẫn không tránh khỏi nạn khổ đói khát. Nếu thích bố thí, tuy đọa vào loài ngạ quỷ súc sanh, cũng thường được no đủ. Kinh Vị Tằng Hữu ghi rằng, có vị vua hỏi Đức Phật, tiên vương của tôi phụng thờ ngoại đạo, thường bố thí để cầu phúc của cõi Phạm Thiên. Công đức như thế, tiên vương của tôi sanh vào cõi trời nào? Đức Phật đáp, tiên vương nay chịu quả báo bị đọa vào địa ngục. Vì sao? Vì tiên vương bố thí không nhằm thời gian thích hợp, không gặp thiện tri thức, không có phương tiện khéo léo, cho nên dù tu tạo công đức, vẫn không tránh khỏi tội. Nhưng công đức bố thí ấy vẫn không mất, sau khi vua chịu tội xong mới hưởng phúc. Nên biết, tội và phúc không lẫn lộn. Tiên vương có năm nghiệp ác nên bị đọa vào địa ngục. Một, kiêu mạn tật đố, không luận tội nặng hay nhẹ đều xử phạt, không có tâm nhẫn nhục. Hai, tham lam của cải vật báu, phân xử không công bằng, khiến cho thiên hạ oán hận. Ba, ham vui chơi, săn bắn, làm nhân dân khốn khổ, tổn hại sanh mạng chúng sanh. Bốn, tham đắm nữ sắc, được mới chán cũ, sủng ái không công bằng, dẫn đến mọi người oán hận. Năm, phá giới. Dùng đoạn văn này để minh chứng thì biết được việc thờ tà và tu phúc, chiêu cảm thiện ác khác nhau. Quả báo khổ và vui không lẫn lộn. Lẽ nào bậc lợi căn học nhiều, chánh tín tam bảo mà chiêu cảm quả khổ ư?
Kinh Duy Vô Tam Muội ghi rằng, thiện nam tử, người muốn cầu đạo tu thiền, trước hết phải chấm dứt vọng niệm. Người sống ở đời, sở dĩ tu hành không đắc đạo, là do họ ngồi thiền mà tâm nhiều tạp niệm. Niệm này qua thì niệm kia đến. Một ngày một đêm có đến 84.000 vạn niệm sanh khởi, niệm niệm không dừng. Nghĩ một niệm thiện cũng được quả báo tốt, khởi một niệm ác sẽ bị quả báo xấu, giống như âm vang đáp tiếng, như bóng theo hình. Cho nên thiện ác tội phúc đều khác nhau. Kinh Trung A Hàm ghi rằng, thân quyến vì người chết mà bố thí và cúng tế, nếu họ sanh vào loài ngạ quỷ thì hưởng được, còn sanh vào các đường khác thì không hưởng được. Vì mỗi loài đều có thức ăn nuôi mạng sống khác nhau. Nếu người thân không sanh vào trong loài ngạ quỷ, thì người bố thí cũng được phúc. Cho đến người thí chết, thọ sanh trong 6 đường, thì vật bố thí thường theo người đó. Do người phúc trì giới mới được làm người, nhưng nhất định phải nhờ các phúc khác trợ giúp. Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh ghi rằng, vì người chết mà làm phúc, trong 7 phần công đức, người chết hưởng được 1 phần, 6 phần còn lại thuộc về người đang làm phúc. Kinh Quán Đảnh ghi rằng, A Nan thưa Đức Phật, nếu người qua đời được đưa vào trong núi vắng, hoặc xây lăng mộ chôn cất, thì linh hồn họ có ở trong đó không? Đức Phật đáp, cũng có mà cũng không. Nếu khi còn sống, người này không gieo trồng căn lành, không biết tam bảo, nhưng không làm điều thiện để hưởng phúc, không tạo việc ác để chịu tai ương, lại không có thiện tri thức làm phúc cho họ, thì thần hồn vẫn ở trong lăng mộ, chưa có chỗ để thọ sanh. Thế nên, ta nói thần hồn ở trong đó. Nếu khi còn sống, tạo nhiều phúc thiện, siêng năng tu đạo, họ được sanh lên cõi trời 33 hưởng phúc, hoặc sinh vào nhà giàu sang ở thế gian, theo nghiệp thọ sanh, vào bất kỳ nơi nào, nên nói là không ở trong đó. Hoặc người này lúc còn sống thờ cúng tà đạo, không tin chánh pháp, sống bằng nghề không đúng chánh pháp, nịnh hót, dối người, nên bị đọa trong loài ngạ quỷ súc sanh, chịu sự đau khổ, trải qua nhiều kiếp trong địa ngục, cho nên nói là không ở trong lăng mộ. Hoặc khi thân thể xương cốt chưa tan rã, thì còn linh hồn. Lúc xương cốt hủy hoại, thì linh hồn liền biến đi, không còn năng lực, cũng không thể gieo họa hoặc ban phúc cho người khác. Về linh hồn chưa biến, như có người lúc còn sống không tạo phúc, lại làm việc tà ác, nịnh hót, nên sau khi chết đọa làm quỷ thần, hoặc làm tinh linh của cây cối hay những vật khác, không được hưởng phúc trời, địa ngục cũng không dung chứa. Cho nên, dẫu chết, nhưng vẫn phiêu bạt trong thôn xóm, không có thức ăn, kinh động mọi người, lại biến hiện những thân hình quái dị, khiến mọi người sợ hãi, hoặc dựa vào yêu mị, tà sư tạo phúc. Con người vì cầu phúc mong được sống lâu, nên ngu si tà kiến, giết hại chúng sanh để cúng tế. Khi chết, sẽ bị đọa vào 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có ngày ra khỏi. Như thế, há không cẩn thận sao? Trong nhà, nếu có người sắp mạng chung, người thân nên đốt hương, thắp đèn sáng liên tục, treo tràng phan bảo cái trên cột chùa tháp, đọc tụng kinh Phật suốt 21 ngày. Vì sao? Vì thân trung ấm của người chết nhỏ như đứa bé, tội phúc chưa định, người thân nên vì họ mà tu phúc, để cầu cho thần thức người chết sanh về vô lượng cõi nước ở 10 phương. Nhờ công đức này nhất định được vãng sanh. Người này lúc sống tạo nhiều nghiệp ác, lẽ ra phải rơi vào trong 8 nạn. Song nhờ công đức đốt đèn treo tràng phan mà được giải thoát. Hoặc người chết có nguyện được sanh vào nhà cha mẹ ở phương xa, nhưng thọ sanh chậm, nhờ công đức đốt đèn treo tràng phan nên được nhanh chóng, không còn sanh trở lại trong 8 nạn nữa. Khi được thọ sanh rồi, cha mẹ nên tu tạo phúc cho con. Người con này không bị loài tà mị quỷ quái làm hại, đồng thời dòng tộc được giàu sang, cho nên phải tu tạo công đức phúc thiện đốt đèn treo tràng phan.
Lại nữa, trong bốn chúng có người sắp chết hay đã chết. Ngày đó, thân quyến làm lá phan màu vàng, treo trên cây, khiến cho người chết được phúc, xa lìa các khổ trong tám nạn, sanh vào cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương. Treo tràng phan bảo cái cúng dường, thì sẽ đạt được như ý nguyện, cho đến thành tựu quả bồ đề. Tràng phan chuyển theo gió, đến khi nát vụn như bụi, gió thổi bụi bay khắp nơi, thì phúc đó vô lượng. Lúc lá phan mới lay chuyển, thì phúc báo làm chuyển luân thánh vương. Cho đến khi gió thổi, phan nát vụn như bụi bay đi, thì phúc báo làm vị vua nhỏ. Lại đốt 40 ngọn đèn chiếu sáng đến các nơi tối tăm. Chúng sanh đau khổ đều nhờ ánh sáng này mà được thấy nhau. Do phúc này cứu giúp, tất cả chúng sanh đều chấm dứt sự đau khổ. Kinh Tịnh Độ Tam Muội ghi rằng, vào những ngày bát vương, tức 8 ngày, đó là lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. 8 ngày này là ngày chuyển giao của chư thần và ngày âm dương trong trời đất, nên ai trì trai giới thì được tăng thọ và được lợi ích. Vào những ngày bát vương này, trời Đế Thích và 32 vị quan trấn giữ, tứ trấn thiên vương, Ti Mạng, Ti Lục, Diêm La Đại Vương, Bát Vương sứ giả đi tuần khắp nơi. Cứ đến ngày 15 và 30 mỗi tháng, bốn vị thiên vương đem những việc làm thiện ác của mọi người tâu lên để xét xử. Đồng thời, địa ngục cũng sai các tiểu vương đi tuần tra khắp nơi, ai phạm tội thì ghi chép lại. Phạm tội trước ngày trai Bát Vương, nếu người đó phúc nhiều thì được cứu, sẽ an ổn, không bị hại. Nhờ phúc lớn nên được ân xá. Sau ngày trai Bát Vương, nếu tái phạm nhiều, thì tuổi thọ giảm sút, bị ghi tên, xác định giờ, ngày, tháng, năm chết, sẽ đưa xuống địa ngục. Y theo văn thư ghi chép, địa ngục vương liền sai quỷ ngục lục tìm tên của những người đó. Quỷ ngục không có lòng từ, nên dù người chưa đến ngày chết, chúng xúi dục họ làm điều ác, khiến cho mạng sống mau hết. Người có phúc nhiều thì tuổi thọ càng tăng, được trời sai thiện thần bảo vệ, đồng thời truyền xuống địa ngục xóa hết tội danh, miễn tử được sống, sau khi chết được sanh lên cõi trời. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, bấy giờ quỷ thần ở đồng hoang thưa Đức Phật rằng, chúng tôi thường ăn thịt chúng sanh, nay Ngài bảo không sát sanh thì chúng tôi ăn gì? Đức Phật bảo quỷ vương rằng, chỉ cần các ngươi không giết hại chúng sanh, ta sẽ bảo đệ tử bố thí cho các ngươi. Cho đến khi Phật Pháp diệt, nhờ thần lực của ta, các ngươi sẽ được no đủ. Nghe xong, quỷ vương rất vui mừng, liền thọ trì năm giới cấm của Phật. Cho nên Kinh Niết Bàn ghi rằng, Đức Phật dạy các đệ tử thanh văn, phải xuất sinh cho loài quỷ thần sống nơi hoang vắng. Lại nữa, Luận Đại Trí Độ ghi rằng, loài quỷ thần được người thí cho một ít thức ăn uống ấy có thể biến thành nhiều, khiến chúng được no đủ. Kinh Thí Dụ ghi rằng, lúc Đức Phật cùng A Nan đang đi dạo bên bờ sông, thấy 500 ngạ quỷ vừa đi vừa hát ngâm nga, lại thấy mấy trăm người tốt đi ngang qua khóc than. Bấy giờ A Nan bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao loài ngạ quỷ ca múa, còn loài người vì sao lại khóc? Đức Phật đáp, bởi vì gia đình, con cái, quyến thuộc của loài ngạ quỷ làm phúc cho chúng, nên chúng được giải thoát, do đó mà họ ca múa. Còn gia đình, con cái, quyến thuộc của những người tốt kia chỉ lo sát sanh, không tạo phúc đức, về sau luôn bị lửa lớn của địa ngục bức bách, do đó họ khóc. Kinh Tốt Nguyện Quả Báo ghi rằng, ngày xưa, có hai vợ chồng Bà La Môn rất giàu có, của cải vô số, nhưng không có con thừa kế. Đến lúc sắp mạng chung, họ cùng bảo nhau, mỗi người sẽ nuốt tiền để làm vốn liếng. Theo phong tục của đất nước này, người chết không được chôn cất, chỉ để ở gốc cây. Mỗi người nuốt 50 đồng tiền vàng, đến khi thân thể tan rã thì tiền lộ ra. Bấy giờ trong nước có vị hiền giả đi ngang qua thấy,
thương cảm rơi lệ, xót xa cho sự tham lam keo kiệt của họ, bèn lấy số tiền đó về làm phúc. Ông thỉnh Phật và chúng tăng đến, dùng hết số tiền mua sắm thức ăn bày trước Đức Phật để cúng dường, xưng tên và chú nguyện. Khi ấy, hai vợ chồng bà La Môn keo kiệt kia đang chịu khổ trong loài ngạ quỷ, nhờ hiền giả thỉnh bốn chúng cúng dường nên họ được sanh lên cõi trời. Lúc được sanh lên cõi trời rồi, liền được thiên nhãn, biết được việc làm phúc đó, nên từ trên cõi trời bay xuống, hóa thành một thiếu niên, làm vị đàn việt giúp đỡ chúng tăng. Đức Phật dạy, vị thiếu niên này là đàn việt chân chánh. Đức Phật nói pháp cho vị thiếu niên nghe, thì người này liền thấy được lý đạo. Vị hiền giả kia cũng như thế, chúng tăng hoan hỷ, cũng đều được sanh lên cõi trời. Kinh Bách Dụ ghi rằng, ngày xưa các vị khách buôn muốn ra biển tìm của báu, nên cần một người dẫn đường. Họ liền tìm được một người dẫn đường, rồi cùng nhau xuất phát. Đến đồng vắng, ở đó có một ngôi miếu thờ trời, cần giết một người để cúng tế mới đi qua được. Khi ấy, những người khách buôn cùng suy nghĩ và nói, chúng ta đều là người thân, thì làm sao giết được? Trong đây chỉ có người dẫn đường này có thể dùng để tế trời mà thôi. Thế là họ liền giết người dẫn đường tế trời. Khi tế trời xong, họ bị lạc trên biển, không biết đi đường nào, hết sức khổ sở. Cuối cùng, họ đều bị chết. Tất cả người đời cũng lại như thế. Nếu muốn ra biển tìm châu báu, thì phải tu 10 điều thiện để làm người dẫn đường. Ngược lại, không giữ 10 điều thiện, vĩnh viễn không có ngày ra khỏi đường sanh tử mênh mông, phải trôi lăn trong 3 đường, chịu khổ mãi mãi. Như những thương nhân kia muốn ra biển lớn mà giết mất người dẫn đường, nên không biết lối vào bờ, cuối cùng mắc cạn chết. Tụng rằng, nhà lớn là quán trọ, mang nghiệp ắt bị trôi, hộp ngọc không nhìn đến, đài vàng cũng chẳng cần. Tiếng vang đến chốn xa, bóng rêu bám thân tùng, đâu thể giữ 10 niệm, chỉ chạy theo 4 duyên. Ảo thuật tạo muôn trạng, khéo biến thành nhiều thân, người ngu tranh nhân ngã, đâu chẳng cho là chân, người mê nghi càng chặt, kẻ trí biết huyễn thân, thăng trầm khổ vui khác, luống cúng khóc trời xanh. 30 La Mã Linh Tinh gồm 13 phần: lời dẫn, oán khổ, bát khổ, trùng ngụ, ngũ tân, hắt hơi, đại tiểu tiện, hộ tịnh, minh chung, nhập chúng, suy tướng, ngũ mộng, tạp hạnh. Số 1 nhỏ: lời dẫn. Lý thể không có âm thanh, nhưng nhờ vào ngôn từ để biểu đạt ý nghĩa. Ngôn từ không có dấu vết, nhưng nương vào văn tự để diễn phát âm thanh. Cho nên, văn tự là công cụ để hiển bày ngôn từ. Ngôn từ là phương tiện để diễn đạt nghĩa lý. Âm nghĩa phù hợp, không sai lạc. Vì thế, văn tự được ứng dụng khắp nơi. Mặc dù dấu tích đầy khắp trong văn chương, mà lý vẫn phù hợp với tâm thể. Nhưng vì kinh luận phong phú, khó ghi chép hết, còn truyện ký thì phức tạp, có rộng có lược. Sở dĩ đạo được truyền bá khắp nơi, khai thị cho hậu học, là bởi vì dấu tích của nhân duyên lập giáo vẫn rõ ràng đầy đủ, nguồn gốc của việc hóa độ thế gian vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên, sưu tầm nghiên cứu các chương điều, tóm thâu chỗ cốt yếu để biên tập thành văn, được ghi chép đầy đủ ở các chương trước. Còn những vấn đề lặt vặt khác, nhằm dẫn dắt giúp đỡ cho người, hiện có thể thực hành thì ghi chép sau đây. Mong sao vén được mây mờ hôn ám, cho ngọn đèn chánh pháp rạng chiếu muôn nơi. Số 2 nhỏ, oán khổ. Kinh Trung A Hàm ghi rằng, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo, chúng sanh từ vô thỉ đến nay, luân chuyển mãi trong đêm dài sanh tử, không biết được cội nguồn của khổ đau.
các tỳ kheo nghĩ sao? Nếu chặt tất cả cỏ cây trên đại địa này làm thẻ, mỗi thẻ dài 4 lóng tay, thì số lượng thẻ này vẫn chưa đủ để so với số lượng cha mẹ mà các vị đã nương gá từ vô thủy kiếp sanh tử. Các tỳ kheo, chúng sanh lưu chuyển trong sanh tử dài lâu cũng như thế đó. Đức Phật bảo các tỳ kheo, trong vòng luân hồi sanh tử, các thầy đã bú sữa mẹ nhiều hơn nước sông Hằng và 4 biển. Vì sao? Vì trong đêm dài sanh tử, các thầy khi sanh trong loài voi, bú sữa voi mẹ vô số vô lượng, hoặc sanh trong loài cầm thú như lạc đà, ngựa, trâu, lừa, vân vân, bú sữa loài mẹ cũng không kể xiết. Trong đêm dài sanh tử, các thầy bỏ thân mạng nơi nghĩa địa, máu mủ chảy ra cũng giống như thế, hoặc đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, máu tủy chảy ra cũng y như vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo, trong đêm dài sanh tử lưu chuyển, máu thân ta chảy ra cũng nhiều vô kể, hơn cả nước trong sông Hằng và 4 biển. Trong đêm dài sanh tử ấy, các thầy đã từng sanh trong loài voi, bị cắt tai, mũi, đầu, đuôi, 4 chân, máu tuôn ra vô lượng, hoặc thọ làm thân loài cầm thú như ngựa, lạc đà, trâu, lừa, vân vân, bị cắt thân thể như cắt tai, mũi, đầu, chân, vân vân, máu tuôn ra cũng không thể lường. Hoặc khi thân hoại mạng chung, bỏ xác nơi nghĩa địa, máu mủ chảy ra cũng vô lượng vô biên, hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rã xác tiêu hình, máu huyết chảy ra cũng y như thế. Trong đêm dài sanh tử lưu chuyển, nước mắt khóc tiễn biệt cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, thân thuộc, hoặc khóc khi mất của cải cũng nhiều không thể lường, hơn cả nước trong 4 biển. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu các thầy gặp chúng sanh sống bình an vui vẻ, thì phải nghĩ rằng, trong đêm dài sanh tử, ta cũng từng cảm thọ vô lượng niềm an vui này. Hoặc gặp chúng sanh chịu nhiều đau khổ thì phải nghĩ rằng, ta từ xưa đến nay lưu chuyển trong đêm dài sanh tử, cũng từng chịu vô lượng nỗi khổ như thế. Hoặc gặp chúng sanh mà lòng sợ hãi, rùng mình, dựng tóc, thì phải nghĩ rằng, trong quá khứ, chúng ta nhất định đã từng sát sanh, làm tổn thương, là kẻ ác tri thức của họ, nên bị lưu chuyển trong đêm dài sanh tử, từ vô thủy đến nay, không biết được cội gốc bờ mé của nỗi khổ. Hoặc gặp chúng sanh mà sanh tâm vui mừng yêu mến thì phải nghĩ rằng, trong đời quá khứ, chúng ta đã từng làm cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, thân thuộc, thầy, bạn tốt, lưu chuyển trong đêm dài sanh tử đến nay, nhưng do vô minh che lấp, ái nhiễm ràng buộc, mà không biết được cội nguồn của khổ đau. Cho nên, các bậc thầy phải nên tu học như thế, siêng năng là phương tiện đoạn trừ tận gốc khổ não, đừng cho tăng trưởng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, một người trong một kiếp, nếu lưu giữ hài cốt, đừng để cho hủy hoại, chất bằng tỳ phú la. Tỳ phú la là tên một ngọn núi thuộc nước Ma Kiệt Đà. Núi này mọi người thường thấy, nên Đức Phật lấy làm ví dụ. Như các thánh đệ tử, chánh trí đạt chân đế, khổ và nguyên nhân khổ, lìa khổ được tịch diệt, tu tập bát chánh đạo, hướng thẳng đến niết bàn, tột cùng trong 7 cõi, là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, nhân, thiên, nghiệp, trung hữu, sanh qua lại trời người, cởi bỏ mọi ràng buộc, vượt khỏi bờ khổ đau. Đức Phật bảo các tỳ kheo, chúng sanh từ vô thủy đến nay, lưu chuyển mãi trong đêm dài sanh tử, không biết được nguồn gốc của khổ đau. Không một nơi nào mà ta chưa từng sanh ra và chết đi, cũng không một nơi nào mà không có cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, dòng họ và thầy của ta. Ví như trời mưa lớn, bọt nước chợt thành chợt tan, cũng như vậy,
chúng sanh bị vô minh che lấp, ái nhiễm buộc ràng, xoay vần trong đêm dài sanh tử mà không biết được nguồn gốc của khổ đau. Ví như một trận mưa lớn, đông, tây, nam, bắc, nơi nào cũng ngập nước. Cũng như thế, sự thành hoại của vô lượng quốc độ trong bốn phương, như trời mưa khắp nơi không sót một chỗ nào. Nỗi khổ sanh tử của chúng sanh xoay vần trong đêm dài cũng không bờ mé. Ví như tung gậy lên hư không, có thể đầu gậy rơi xuống trước, hoặc đuôi gậy rơi xuống trước, hoặc gậy rơi ngang xuống đất. Cũng như thế, chúng sanh từ vô thỉ chìm đắm trong đêm dài sanh tử, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, bấy giờ vua trời Dạ Ma nói với thiên chúng rằng, cõi trời cõi người thuộc về đường lành có 16 nỗi khổ, đó là thân trung ấm, ở trong thai, lúc sanh, mong cầu ăn uống, ghét nhau mà gặp nhau, thương yêu mà xa lìa, thời tiết nóng lạnh, bệnh hoạn, bị người sai khiến, tìm cầu lao nhọc, gần ác tri thức, người thân lâm nạn, đói khát, bị người khác khinh chê, già chết. Đây là 16 nỗi khổ lớn trong nhân gian, đến chết vẫn còn những nỗi khổ khác. Ở trong sanh tử thật không thể chịu nổi. Trong cõi hữu vi chẳng có mảy may vui thú, tất cả đều vô thường, tất cả đều hủy hoại. Bấy giờ vua trời Dạ Ma nói bày kệ rằng, ở trong cõi đời này có thân thì có khổ, có sanh thì có diệt, có diệt thì có sanh. Khi thọ thân trung ấm, do nghiệp chịu khổ đau, trong đêm dài tâm tối, khổ này nói sao cùng. Như rơi vào hố xí, như lửa đốt cháy thân, lúc ở trong thai bào, khổ này nói sao cùng. Vì tham mùi vị ngon, tâm luôn luôn mong cầu, sanh ra muôn ngàn khổ, khổ này nói sao cùng. Phàm phu luôn mong cầu, tham muốn không biết đủ, sanh ra các khổ não, khổ này nói sao cùng. Ghét nhau mà gặp nhau, giống như ngọn lửa độc, gây ra bao não phiền, khổ này nói sao cùng. Thương yêu mà lìa xa, lòng vô cùng khổ não, làm sao kham chịu nổi, khổ này nói sao cùng. Thời tiết không điều hòa, cũng sanh muôn ngàn khổ, không muốn cũng phải chịu, khổ này nói sao cùng. Bệnh hoạn hại thân người, sứ giả của thần chết, chúng sanh chịu khổ này, nói sao cho hết được. Bị người khác sai khiến, mất hết quyền tự do, chịu bao điều cay đắng, khổ này nói sao cùng. Lửa ái dục thiêu thân, vẫn cầu để chịu khổ, dần dần đến ngày chết, khổ này nói sao cùng. Gần gũi với người ác, chịu khổ sở vô cùng, đưa mình về nẻo ác, khổ này nói sao cùng. Thấy người thân buồn khổ thì sanh lòng đau thương, còn hơn ở địa ngục, khổ này nói sao cùng. Bị đói khát hoành hành, như lửa đốt ruột gan, hủy hoại cả thân tâm, khổ này nói sao cùng. Bị bạn bè thân thuộc và mọi người khinh chê, thì sanh lòng buồn chán, khổ này nói sao cùng. Cho đến khi già nua, thân này tâm suy sụp, đi đứng phải chống gậy, khổ này nói sao cùng. Thần chết cướp mạng người, đời này sang đời khác, đây là nỗi khổ lớn, sao nói được bằng lời. Số ba nhỏ, bát khổ. Kinh Ngũ Vương gồm một quyển, đã mất tên người dịch. Nội dung, Đức Phật thuyết 8 nỗi khổ ở thế gian, 5 vị vua nghe xong đều xin xuất gia. Kinh ghi rằng, Đức Thế Tôn dạy 5 vị vua, người đã sanh ra trong đời thì thân phải chịu muôn ngàn đau khổ. Nay ta lược nói 8 nỗi khổ, các ông hãy lắng nghe. Đó là sanh, già, bệnh, chết,
thương yêu mà xa lìa, mong cầu mà không thỏa mãn, ghét nhau mà gặp nhau, lo lắng buồn phiền. Thứ nhất, thế nào là khổ do sanh? Con người khi chết, thần thức không biết sẽ đi về đâu. Khi chưa tìm được nơi sanh, thì phải thọ thân trung ấm. Trong khoảng 21 ngày, đợi khi cha mẹ giao hợp, liền vào thọ thai. Ở trong thai, 7 ngày đầu tựa như sữa loãng, 7 ngày thứ hai như sữa đông, 7 ngày thứ ba như sữa đặc, 7 ngày thứ tư như hòn thịt, 7 ngày thứ năm thai hình thành. Bấy giờ có gió mát nhập vào bụng mẹ, thổi vào thai nhi, khiến cho hình thành 6 căn. Ở trong thai mẹ, thai nhi nằm dưới sinh tạng, tức ruột non, trên thục tạng, tức ruột già. Khi mẹ ăn chén canh nóng, thì thai nhi như nằm trong vạc nước sôi. Nếu mẹ uống bát nước lạnh, thì thai nhi như băng giá sát vào thân. Khi mẹ ăn no, thì ép ngặt thai nhi, đau không thể nói. Lúc mẹ đói, trong bụng trống rỗng, thì thai nhi như bị treo ngược, chịu khổ vô cùng. Đến thời kỳ sanh, đầu hướng xuống sản môn, như bị chẹt giữa khe núi đá. Lúc sanh, mẹ nguy cấp, cha lo sợ, hài nhi mới sanh ra thân thể mềm yếu, chạm phải lá cỏ cũng đau như dao cắt, cất tiếng khóc lớn. Như thế có khổ không? Năm vị vua đáp, thật là quá khổ. Thứ hai, thế nào là khổ do già? Cha mẹ nuôi nấng đến lúc trưởng thành, dốc hết sức lực, không quản khó nhọc, chẳng màng gian lao, khiến thân thể già nua, thịnh đi suy đến, đầu bạc răng long, mắt mờ tai điếc, da chùng mặt nhăn, xương khớp đau nhức, đi lại khó khăn, đứng ngồi than thở, ôm lòng buồn tủi, tinh thần sa sút. Khi nhớ khi quên, ngày chết sắp đến, đứng ngồi nhờ người, nói ra thật chảy nước mắt. Như thế có khổ không? Đáp, thật là quá khổ. Thứ ba, thế nào là khổ do bệnh? Con người do 4 đại hòa hợp mà thành. Một đại không thuận, thì 101 bệnh phát sanh. 4 đại không hòa, thì 404 bệnh đồng thời phát sanh. Địa đại không thuận, thì toàn thân nặng nề. Thủy đại không thuận, thì toàn thân phù thủng. Hỏa đại không thuận, thì toàn thân nóng bức. Phong đại không hòa, thì toàn thân sôi động, xương cốt đau nhức như bị gậy đập. 4 đại không thuận, thì chân tay run rẩy, khí lực cạn kiệt, đứng ngồi nhờ người, môi miệng khô khan, gân đứt mũi nghẹt, mắt không thấy sắc, tai chẳng nghe tiếng, thân tiết ra đồ bất tịnh, rồi nằm trên đó, ôm lòng khổ não, cất tiếng bi thương. Thân nhân ở bên cạnh đêm ngày chăm sóc, không lúc nghỉ ngơi, thức ăn ngon đưa vào miệng, liền thành vị đắng. Những điều như thế có khổ không? Đáp, thật là quá khổ. Thứ tư, thế nào là khổ do chết? Con người lúc chết, 404 bệnh đồng thời phát sanh. 4 đại sắp tan rã, thần thức bất an. Lúc sắp chết, có ngọn gió lạnh bén như dao thổi, cắt thân thể, đau đớn vô cùng. Bấy giờ mồ hôi toát ra, hai tay quờ quạng, người thân ở hai bên khóc lóc thảm thiết, đau tận xương tủy, không thể kềm chế. Người chết, hơi thở ngừng đập, khí lực chấm dứt, hơi ấm không còn, thân thể cống lạnh. Khi chết, phong đại đi trước, hỏa đại theo sau, rồi thần thức mới lìa khỏi xác, thân thể trở thành vô tri. Khoảng một tuần sau, toàn thân trương phình, máu thịt tan rã hôi thối không ai dám gần, bỏ thây ngoài đồng trống, chim chóc ăn thịt, thịt hết xương khô, ngổn ngang đây đó. Như thế có khổ không? Đáp, thật là quá khổ. Thứ năm, thế nào là khổ do yêu thương mà xa lìa? Gia đình, anh em, vợ con, nội ngoại, sum họp thương mến nhau. Một hôm ly tán, bị người cướp đoạt, khiến cho mỗi người mỗi ngã, cha đông mẹ nam, con trai tây,
con gái bắt, không ở một chỗ, hoặc bị ép buộc phải làm tôi tớ, chỉ biết tự buồn than, tình cốt nhục chia lìa, biệt tâm biệt tích, xa xăm mù mịt, không biết khi nào mới được gặp nhau. Những điều như thế có khổ hay không? Năm vị vua đều đáp, thật là quá khổ. Thứ sáu, thế nào là khổ do mong cầu không thỏa mãn? Những người dùng tiền tài trong nhà mua lấy chức quan, hy vọng được giàu sang, nên luôn dốc lòng tìm cầu. Đến khi được làm chức quan ở vùng biên địa, chưa được bao lâu, thì tham lấy của dân bị người tố cáo. Một hôm, quan phủ đưa xe ngục đến, họ đau khổ vô cùng, không biết cái chết sẽ đến lúc nào. Như vậy có khổ không? Năm vị vua đáp, thật là quá khổ. Thứ bảy, thế nào là khổ do ghét nhau mà gặp nhau? Hàng phàm phu thế gian cùng ở trong ái dục, tranh giành những điều tầm thường mà sát hại lẫn nhau, không khi nào dứt, gieo nên oán thù. Mọi người xa lánh, nhưng không nơi trốn tránh, nên tự mài dao, vót tên mang cung, cầm gậy chống giữ đề phòng. Họ rất sợ gặp nhau, nhưng oan gia ngõ hẹp, đâu thể tránh được. Thế là đao kiếm, cung tên, chém giết lẫn nhau. Chưa biết ai thắng ai thua, ngay lúc đó sợ hãi vô cùng. Như thế có khổ không? Năm vị vua đều đáp, thật là quá khổ. Thứ tám, thế nào là khổ do lo lắng buồn phiền? Người ở đời, sống thọ thì đến trăm năm, đoản mạng thì chết trong bào thai. Cho dù người sống đến 100 năm, nhưng ban đêm chiếm hết một nửa, còn lại 50 năm. Trong đó say sưa bệnh tật, không biết làm người, giảm mất 5 năm. Từ nhỏ đến 15 tuổi khờ khạo, chưa biết lễ nghĩa. 80 tuổi trở lên đần độn vô trí, không còn minh mẫn, tai điếc mắt mờ, quên cả phép tắc, lại mất 40 năm. Tổng cộng mất 90 năm. 10 năm còn lại có lắm chuyện lo buồn, như thiên hạ loạn lạc cũng lo, hạn hán cũng lo, lũ lụt cũng lo, sương lạnh cũng lo, mất mùa cũng lo, con cháu nội ngoại bệnh tật cũng lo, kinh doanh sợ mất của cũng lo, quan gia chưa đến thu thuế cũng lo, người trong nhà bị tù tội chưa biết khi nào tha cũng lo, anh em đi xa chưa về kịp cũng lo, gia đình nghèo nàn không đủ cơm áo cũng lo, xóm giềng có việc cũng lo, không tròn nghĩa vụ đối với đất nước cũng lo, trong nhà có người chết không tiền chôn cất cũng lo, đến mùa gieo giống mà không có trâu cày cũng lo. Cứ như thế, mỗi thứ mỗi lo, không lúc nào vui vẻ. Đến ngày lễ cùng nhau tụ tập, đáng lẽ vui vẻ nhưng lại nhìn nhau thương khóc. Những điều như thế có khổ không? Đáp, thật là quá khổ. Lại nữa, kinh Kim Sắc Vương ghi rằng, có vị thiên nữ nói cho Kim Sắc Vương nghe bài kệ rằng, pháp nào là khổ? Đó là nghèo nàn. Khổ nào lớn nhất? Đó là nghèo nàn. Khổ nghèo khổ chết, cả hai giống nhau. Thà chịu chết khổ, không chịu sống nghèo. Số 4 nhỏ, trùng ngụ. Kinh Thiền Bí Yếu ghi rằng, lại nữa Xá Lợi Phất, lúc hành giả nhập thiền định, dục giác giấy khởi. Dục giác là tham dục, trong dục giới không khởi mong cầu, một trong 3 ác dục là dục giác, sân giác, hại giác. Gió tham dâm phát khởi, khiến cho 404 mạch máu từ nhãn căn cho đến thân căn đồng thời dao động. Các căn bế tắc, kích động gió tâm, khiến tâm điên cuồng. Do sự phát cuồng này mà bị quỷ mị bám lấy, cho nên ngày đêm suy nghĩ, phải nhanh chóng trị tham dục như cứu lửa cháy trên đầu. Phương pháp trị dục tâm là dạy cho hành giả quán tử tạng. Tử tạng nằm dưới sinh tạng, trên thục tạng. Có 99 lớp màng như cái bào thai heo chết. 404 mạch nơi tử tạng tủa ra như rễ cây, lan khắp các căn, như bọc chứa phân dơ,
1.900 chi tiết phân bố như tàu lá chuối, 80 ổ vi trùng bao quanh, 104 mạch và tử tạng như ruột ngựa, nối thẳng xuống sản môn như vòng đeo tay, đoạn to, đoạn nhỏ, trên tròn, dưới nhọn, giống như bối sĩ. Bối sĩ là vỏ răng của loài động vật. Trong 99 lớp, giữa mỗi lớp có 404 con trùng. Mỗi con trùng có 12 đầu và 12 miệng. Khi người uống nước, tinh chất của nước thấm vào mạch, phân ra khắp các con trùng, rồi vào đầu trùng tỳ la, thẳng xuống sản môn. Cứ mỗi nửa tháng xuất ra nước bất tịnh. Các loài trùng đều nhả nước giống như bọc mũ vỡ, chảy vào miệng 90 con trùng khác. Từ trong 6 lỗ của 20 con trùng lại tiết ra một chất như dịch đỏ, trong đó lại có những con trùng nhỏ như đầu sợi lông. Các thiện nam, do tội ác từ đời trước, nên 404 mạch máu từ nhãn căn phân tán ra tứ chi, rồi dẫn vào ruột, đến dưới sanh tạng, trên thục tạng. Ở hai bên mạch của phổi, tỳ, thận, mỗi mạch đều có 64 con trùng. Mỗi con cũng có 12 đầu và 12 miệng, quấn lấy nhau cuộn tròn như chiếc nhẫn, chứa đầy mũ màu xanh như tinh heo rừng, hôi tanh không chịu nổi. Khi đến âm tạng, thì phân làm 3 nhánh, 2 nhánh ở trên phân bố giống như tàu lá chuối. Có 10.200 mạch, trong mỗi mạch lại sanh ra phong trùng rất nhỏ, giống như mỏ chim tỳ lan đa. Các trùng này lại sanh ra các trùng cân sắc. Cân sắc là tinh trùng có hình thể như sợi gân, nối liền với tử tạng, có khả năng kích động cho các mạch hấp thụ tinh ra vào. Tinh người nam màu trắng xanh, người nữ màu đỏ hồng. 78.000 trùng quấn bọc lấy nhau, tạo thành hình như nhiều chiếc vòng xếp chồng, giống như mắt chim cù sư la, là loài chim có tiếng hót rất hay. 98 mạch xông thẳng vào tim cho đến đỉnh đầu. Các thiện nam, mắt tiếp xúc với nữ sắc, thì phong trùng kích động đến tâm, khiến cho 404 mạch chuyển động không ngừng. 80 vạn trùng đồng thời há miệng, từ mắt tiết ra mũ, chảy vào các mạch, cho đến đầu trùng. Các trùng vỡ ra, khiến cho ta điên cuồng, không tự chủ, muốn chạm vào nữ căn. Tinh của người nam màu trắng xanh là nước mắt của các trùng. Tinh của người nữ màu đỏ hồng là mũ của các trùng. 98 sử là pháp để huân tu. 98 sử là 98 loại tùy miên, là tổng số kiến hoặc. 88 tùy miên và tư hoặc, 10 tùy miên trong ba cõi do tông Câu Xá lập ra. 80 ổ trùng do đất, nước, lửa, gió tác động mà sinh ra. Đức Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, nếu có bốn chúng đắp y hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, muốn cầu giải thoát, cứu khổ cho đời, phải học pháp này như uống cam lộ. Người học pháp này, trước hết quán tử tạng, rồi đến nữ căn, nam căn, đều có các trùng to nhỏ há miệng, nhe răng, trừng mắt, nhả mũ. Kế đến, ngửa hai bàn tay đặt ngay ngắn trên gối trái, dùng phép quán sổ tức để định tâm, quán 1.999 lần. Phép quán này thành rồi, thì chuyển qua gối phải cũng quán như vậy. Lại dùng tay úp trên đỉnh đầu, quán tưởng những chất bất tịnh của các trùng. Trước tiên chảy vào hai mắt, đến tai, mũi và miệng, không sót chỗ nào. Quán việc này rồi, thì khi thấy sắc đẹp của người nữ, người nam, cho đến thiên tử, thiên nữ, cũng như thấy trùng trong một ghẻ na lợi của người bình hủi, hình dạng như quỷ thần bán đa la trong địa ngục mũi tên, như lửa cháy hừng hực của địa ngục A Tỳ. Hành giả phải nên quán sát thật kỹ thân mình và thân người. Thân của hết thảy chúng sanh trong cõi dục này đều bất tịnh, Xá Lợi Phất. Ông nên biết, hạt giống căn bản tạo nên thân của chúng sanh đều bất tịnh. Không thể nói hết, chỉ nên dùng phép sổ tức để nhất tâm quán sát nó. Nếu ai uống được thuốc này, là bậc đại trượng phu, là thầy của trời người, là bậc điều ngự, thoát khỏi vũng lầy ái dục, không bị chìm nổi trong dòng sông ân ái. Người dâm dật
không nhận rõ sự nguy hại của yêu quỷ huyễn sắc, phải biết người này chưa thoát khỏi sanh tử. Hương người tu tập thanh khiết như Ưu Ba La, người này là hương tượng, là Long Vương, là lực sĩ trong loài người. Trời Ma Hê Thủ La cũng không thể bì kịp. Đó là bậc đại lực trượng phu, trời người phải kính trọng. Đức Phật lại bảo, Xá Lợi Phất, ông hãy khéo thọ trì và nói cho bốn chúng nghe, chớ quên sót. Lúc bấy giờ, Xá Lợi Phất và A Nan vân vân, nghe Phật dạy xong, vui mừng cung kính vâng theo. Lại nữa, Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, tỳ kheo tu hành phải thấy rõ như thật về thân, tuần tự quán sát từ đầu đến chân, từ đó dùng văn huệ hoặc thiên nhãn quán trong đầu lâu có trùng di chuyển, gọi là não hành. Trùng đi trong xương, sống trong não, hoặc đi hoặc đứng, luôn ăn não này. Lại có các trùng ở trong đầu lâu, hoặc đi hoặc ăn, trở lại ăn đầu lâu. Lại có trùng tóc ở bên ngoài xương, ăn chân tóc, vì trùng nổi giận nên tóc rơi rụng. Lại có trùng tai ở trong tai, ăn thịt trong tai, vì trùng nổi giận nên tai người đau hoặc bị điếc. Lại có trùng mũi ở trong lỗ mũi, ăn thịt trong mũi, khi trùng nổi giận thì hút hết nước bọt do não tiết ra, nên làm cho người ăn uống không cảm thấy ngon. Lại có trùng mỡ ở trong mỡ, thường ăn mỡ người, vì trùng nổi giận mà khiến người đau đầu. Lại có trùng tục sống ở giữa các khớp, trùng thân xâm nhập vào trong mạch, khi trùng nổi giận thì khiến cho mạch người đau đớn như bị kim châm. Lại có trùng thực duyên ở cuốn lưỡi, vì trùng nổi giận mà khiến cho miệng người khô nóng. Lại có trùng nha căn ở dưới chân răng, vì trùng này nổi giận mà khiến cho người nhức răng. Lại có trùng ẩu thổ, người dùng thức ăn không phù hợp thì trùng này làm cho nôn mửa. Đây là nội tu, hành giả tuần tự quán thân. Trước quán 10 loại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn mà quán. Đầu tiên quán yết hầu có trùng thực duyên, lúc nhai ăn giống như nôn mửa, nước bọt hòa lẫn, khi nuốt hòa hợp với nước nhờn trong óc. Trùng duyên trong cổ cùng ăn thức ăn này để tự nuôi sống. Nếu trùng tăng trưởng thì khiến người ho, đau. Nếu ăn nhiều chất béo hoặc nhiều thức ăn không vệ sinh, hoặc ăn những thức ăn cay nồng, hoặc ăn chua, hoặc uống nước lạnh, trùng liền tăng trưởng, khiến cổ họng người bị đau đớn. Là dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng tiêu thoá sống trong cổ họng. Nếu người không dùng những thức ăn béo, cay kể trên, thì trùng an ổn, giúp tiêu trừ nước miếng, cùng với các vị ngon từ trong 10 mạch tiết ra. Nếu người có nhiều nước bọt, thì trùng sẽ bị bệnh. Vì trùng bệnh nên khiến người tiết ra nước bọt nhạt nhẽo và bị tức ngực. Quán trùng tiêu thoá như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thổ sống trong thân. Trùng này ở trong 10 mạch và di chuyển đi các nơi. Khi người ăn uống, trùng này từ mạch dưới nhảy vọt lên, chạy vào cổ họng, khiến người nôn mửa. Có 5 trường hợp nôn mửa: phong, ấm, thoá, tạp, dăng. Nếu trùng này ăn ổn thì ta ăn uống được ngon miệng. Lại dùng văn huệ hoặc thiên nhãn quán con ruồi ăn đồ bất tịnh bay vào trong cổ họng, làm kích động trùng thổ, khiến người nôn mửa. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng túy vị. Trùng này sống nơi đầu lưỡi cho đến huyết mạch, ở trong đó hoặc đi hoặc đứng, nhỏ bé không chân. Khi ta ăn thức ăn ngon thì trùng say mê thưởng thức mà ngày càng sanh trưởng, ngược lại trùng sẽ suy yếu dần dần. Còn nếu ta không ăn, trùng sẽ bệnh không an ổn. Quán trùng túy như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng phóng vật ở trên đỉnh đầu. Trùng này chuyển đến vùng não thì gây bệnh, ở trên gáy thì làm cho mọc mục, vào trong cổ họng sẽ gây ngứa ngáy khó chịu như kiến bò. Nếu trùng ở yên thì không gây ra bệnh.
quán trùng phóng vật như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng lục vị, nếu trùng này thích hay ghét vị nào thì ta cũng thích hay ghét vị đó. Nếu ta mắc bệnh nhiệt là một trong chín bệnh của chúng sanh, do nóng bức làm cơ thể không điều hòa nên sanh bệnh, thì trước đó trùng đã bị bệnh này, do vậy mà khiến người bệnh ăn uống chẳng thấy ngon. Quán trùng vị như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng trữ khí, trùng này nổi giận sẽ ăn lũng não người, hoặc làm cổ họng đau đớn, hoặc bị tắc nghẽn, nên dù ta đang sống mà phải chịu khổ như chết. Trùng này cùng với tất cả các trùng khác sống trong cổ họng cùng nhau quấy nhiễu, sanh ra mọi sự thống khổ. Trùng khí thường bị nước bọt vây phủ, loài trùng này ngắn nhỏ, có mặt và chân. Quán trùng khí như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng tắn vị ở trong cuốn họng. Tại sao trùng này làm ta đau bệnh hoặc an ổn? Trùng này ghét tất cả các vị, chỉ thích một vị, hoặc là ngọt, hoặc là chua. Trùng này ưa thích hay chán ghét vị nào, thì ta cũng ưa thích hay chán ghét vị đó. Các mạch ở đầu lưỡi tùy thuận theo vị mà khiến lưỡi khô nóng. Khi trùng nổi giận, khiến cho lưỡi đau nhẹ rồi sưng phù lên, hoặc làm cho cổ họng bị đau. Nếu trùng an ổn, thì không có các chứng bệnh như trên. Quán trùng tắn vị như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thị thùy. Trùng này nhỏ như hạt bụi, sống ở trong tất cả các mạch, di chuyển đến nơi có vị, hoặc sống trong tủy, trong thịt, trong xương đầu, xương gò má, xương răng, xương cổ, trong tai, trong mắt, trong mũi, trong tóc mai, theo hơi thở di chuyển khắp nơi. Khi trùng bị bệnh hoặc mỏi mệt thì ở tại tim. Tim giống như đóa hoa sen, ban ngày xòe nở, ban đêm khép lại. Trùng ẩn náu trong đó, lấn chiếm nhiều chỗ. Khi các căn mỏi mệt, trùng sẽ ngủ nghỉ, lúc ấy người cũng vậy. Tất cả chúng sanh, ai ai cũng nghỉ ngơi. Nếu trùng này ban ngày mỏi mệt, thì người cũng buồn ngủ. Quán trùng thụy như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Là dùng văn huệ, hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thủng. Trùng này di chuyển trong thân, hình dáng rất nhỏ bé. Trùng hút máu nơi nào, thì nơi ấy sưng nhẹ rồi đau nhất. Trùng này ở trên mặt, trên đỉnh đầu, trong cổ họng, trong vùng não. Chỗ nào trùng ở đều bị phù thủng, còn nếu trong gân thì không gây ra bệnh. Quán trùng thủng như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc thiên nhãn quán 10 loại trùng di chuyển đến gan và phổi gây ra bệnh. 10 loại đó là 1. Trùng thực mau, 2. Trùng khổng huyệt hành, 3. Trùng thiền đô ma la, 4. Trùng xích, 5. Trùng thực tróc, 6. Trùng mau đăng, 7. Trùng sân huyết, 8. Trùng thực nhục, 9. Trùng tập tập, 10. Trùng thố. Các trùng này có hình dáng cực kỳ nhỏ bé, không có chân và mắt, chuyển động trong máu, làm cho người đau đớn ngứa ngáy. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thực mau, trùng này nổi giận sẽ ăn lông tóc làm cho rơi rụng, nên người bị hói. Lại quán trùng khổng huyệt hành, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm cho thân thể sần sùi, đầu óc tê liệt khù khờ. Lại quán trùng thiền đô ma la, trùng này di chuyển trong máu, trong mũi hoặc trong miệng, gây nên mùi hôi khó chịu. Lại quán trùng xích, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm mọc mụn nhọt ở cổ họng. Lại quán trùng thực tróc, trùng này nổi giận chuyển động trong máu, gây ra bệnh, làm cho thân thể xanh xao, đen thâm hay vàng vọt. Lại quán trùng mao đăng, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm phát sanh ra những thứ bệnh như mọc mục, nóng sốt, ghẻ lở. Lại quán trùng sân huyết, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm người bệnh bị xích,
người nữ thì bị chảy máu, thân thể ngứa ngáy, mọc một ung mủ lở loét. Lại quán trùng thực nhục, trùng này nổi giận thì gây ra bệnh khổ, làm cho đầu óc quay cuồng, khiến cổ họng, trong miệng, hạ môn đều mọc mục. Lại quán trùng tập tập, trùng này di chuyển trong máu, làm phát sinh những bệnh tật, khiến cơ thể mỏi mệt, ốm yếu, chẳng thích ăn uống. Lại quán trùng thố, trùng này nổi giận cũng làm cho người khác mắc phải những chứng bệnh như trên. Lại quán 10 loại trùng di chuyển trong thân, trùng sanh sang, trùng thích, trùng bế cân, trùng động mạch, trùng thực bì, trùng động chỉ, trùng hòa tập, trùng xú, trùng thấp sanh, trùng nhiệt. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng sang. Chỗ nào có vết thương thì trùng này vây quanh gặm rỉa hoặc sống ở nơi cổ họng làm cho mọc mục. Lại quán trùng thích, trùng này nổi giận thì gây ra chứng kiết lỵ, nóng bức như lửa thiêu. Trong miệng thường khô khan, ăn uống chẳng tiêu. Nếu người buồn khổ thì trùng sẽ vui mừng. Trùng này cắn mạch máu nên người bị suy yếu hoặc bị hạ huyết áp, bị kiết lỵ. Hoặc quán trùng bế cân, trùng này di chuyển trong những sợi gân lớn, gân nhỏ. Nếu người có cảm giác trùng đi trong gân thì bị đau đớn, ngược lại thì không. Do đó, tất cả xương thịt đều bị suy tổn, hao gầy. Trong thân đau nhức, trùng nổi giận khiến người không ăn được. Nếu trùng sống trong gân mà hút máu thì khiến người sức lực kém. Nếu trùng ăn thịt thì làm cho người gầy yếu. Lại quán trùng động mạch, trùng này đi khắp tất cả các mạch, vì nhỏ nên di chuyển rất dễ dàng, không bị trở ngại. Nếu trùng ở trong thực quản thì gây ra bệnh, làm cho thân khô nóng, chẳng thích ăn uống. Nếu trùng ở trong mạch thủy thì làm cho miệng khô khan. Nếu trùng ở trong tuyến mồ hôi thì làm cho tất cả các lỗ chân lông đều không tiết mồ hôi. Nếu ở trong đường tiết niệu thì người mắc bệnh lâm. Bệnh lâm là người tiểu ra đục như nước vo gạo, dưới bụng đau cứng, lan đến giữa rốn, hoặc làm suy tinh, phải chịu sự thống khổ. Nếu trùng nổi giận, sẽ di chuyển xuống hạ môn, khiến cho đại tiện không thông, phải chịu khổ như sắp chết. Lại quán trùng thực bì, vì người ăn quá nhiều, khiến cho trùng tức giận, làm cho sắc diện của người xấu xí, hoặc mắc bệnh pháo, tức bệnh trái rạ. Khi bị bệnh này, toàn thân mọc mụn lớn, mọng nước như nốt phỏng, ngứa ngáy, ửng đỏ, vàng vọt, hoặc bị lở loét, tóc móng rơi rụng, hay bị các chứng bệnh trầm trọng, hoặc bị nứt da, bị thối rữa. Lại quán trùng động chỉ, trùng này sống trong mỡ. Nếu người ăn nhiều hay ngủ nhiều, trùng sẽ nổi giận, không giúp tiêu hóa thức ăn, hoặc sanh ghẻ lở, hoặc bị viêm chân lông, ung bướu, trướng bụng, táo bón, thân hôi, hoặc khi ăn chảy mồ hôi. Lại quán trùng hòa tập, trùng này có hai thân, thân giác và thân bất giác. Thân giác gồm da, thịt, má, thân bất giác gồm tóc, móng, răng. Người ăn uống quá no, trùng sẽ suy yếu, do đó mà người cũng không còn sức lực, đi lại không nhanh nhẹn, ngủ thường mộng mị hoặc bị nóng sốt. Da thịt, xương máu, tinh tủy đều bị tổn giảm. Lại quán trùng xú, trùng này ở trong thịt, phân, nước tiểu. Vì người ăn uống quá nhiều khiến trùng nổi giận, làm cho da thịt, phân, nước tiểu, nước mắt, nước miếng đều hôi hám, làm trong mũi ung mủ. Hễ trùng đến chỗ nào thì chỗ đó hôi thối như quần áo, tọa cụ, thức ăn, chân răng. Vì trùng này hôi hám nên tất cả cũng hôi theo, cho đến trên lưỡi có nhiều mạch dơ thối, thân cũng hôi hám. Lại quán trùng thấp hành, trùng này di chuyển trên lưng, khi biết thức ăn đã tiêu rồi thì đi vào ba lỗ nơi hông, xử lý những chất dơ uế của con người. Nước bẩn thì thành nước tiểu, cặn bã thành phân, khiến cho thải ra ngoài. Lại nữa, người tu hành quán chiếu, tuần tự quán xét nội thân, quán 10 loại trùng chuyển động trong thân. Tất cả con người đều nhờ đây mà có. 10 loại đó là trùng tập tập, trùng chuyết chuyết, trùng miêu hoa, trùng hỏa diễm, trùng hắc, trùng đại thực,
trùng noãn hành, trùng tác nhiệt, trùng hỏa, trùng đại hỏa. Tất cả các loại trùng này đều sống trong ngũ tạng. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng tập tập. Vì người ăn quá nhiều, nên trùng nổi giận, ăn lông mi, làm ứa nước mắt, chảy ghèn. Trùng này nhỏ bé, màu đỏ, nếu di chuyển trong mắt, thì gây ra nhiều bệnh, hoặc làm mù mắt. Nếu vào con ngươi, thì mắt bị màng trắng. Nếu trùng không nổi giận, thì không gây ra bệnh. Lại quán trùng chuyết chuyết, trùng này sống trong thân người, di chuyển trong bao tử, ruột già. Trùng này nếu vào trong xương, sẽ khiến người nóng bức. Nếu di chuyển ở trong thịt, thì suốt ngày đêm thịt và tay chân đều nóng. Nếu vào trong da thì thân đổ mồ hôi. Lại quán trùng miêu hoa. Trùng này di chuyển trong bao tử, có mỏ nhọn, chân ngắn, thân như đống lửa, khiến người chẳng muốn ăn uống. Trùng đến chỗ nào thì chỗ đó nóng hực, thân nhiệt tăng trưởng và nóng bức. Nếu trùng di chuyển tự nhiên thì không gây ra bệnh. Lại quán trùng hỏa diệm. Trùng này di chuyển trong bao tử, có lúc ăn ổn, có lúc không. Vì người này ăn quá nhiều, nên trùng này nổi giận, di chuyển xuyên suốt từ đầu đến chân, làm cho tất cả máu nóng trong thân sanh ra ung nhọt, hoặc khiến tai, miệng, bao tử chảy máu. Nếu trùng không giận dữ, thì không có những bệnh này. Lại quán trùng hắc. Trùng này di chuyển trong bao tử, có lúc được an, có lúc không. Vì người ăn quá nhiều, nên trùng nổi giận, làm cho da mặt nhăn nheo, hoặc mọc nhiều nốt ruồi đen, vàng hay đỏ, hoặc làm cho thân hôi thối, đỏ mắt, mọc mục ở trong miệng và chỗ cơ quan đại tiện, tiểu tiện. Nếu trùng không giận dữ, thì không có những bệnh này. Lại quán trùng đại thực. Vì người ăn quá nhiều, nên trùng này nổi giận. Trùng đại thực ở trong bao tử, hấp thụ thức ăn đã tiêu hóa, làm cho các chức năng của mắt, tai, mũi, lưỡi trên cơ thể đều bị suy giảm. Nếu trùng không giận dữ thì không gây ra bệnh. Lại quán trùng noãn hành. Trùng này ưa thích thức ăn nóng, ghét thức ăn lạnh. Nếu người ăn thức ăn lạnh, trùng này sẽ nổi giận, miệng tiết ra nhiều nước, hoặc khiến người lười biếng, buồn ngủ, tâm ý mơ màng, thân thể đau đớn dữ dội, có nhiều nước bọt, trong cổ họng sanh bệnh. Nếu trùng không giận dữ, sẽ không có những bệnh này. Lại quán trùng nhiệt sống trong thân. Vì người ăn quá nhiều, nên sanh ra nhiều loại bệnh, làm trở ngại đường hô hấp, thân thể thô kệch, cổ họng không thông, đại tiện, tiểu tiện đều có chất nước màu trắng, không thích lạnh, không muốn ăn thức ăn nhạt. Lại quán trùng thực hỏa sống trong thân. Trùng này di chuyển trong bao tử. Lúc khí trời lạnh thì trùng này vui vẻ, khiến người thèm ăn uống. Còn lúc nóng nực, nhiệt độ tăng cao, thì trùng suy yếu, khiến người không muốn ăn. Vì thế vào mùa đông trời lạnh, thì bao tử mát mẻ, lúc nóng thì bao tử nóng bức. Lại quán trùng đại hỏa, nếu người có tâm tính bất thường, gắng gượng ăn nhiều, thì sẽ làm cho trùng này nổi giận, ăn những con trùng khác ở trong thân, khiến cho ruột, tay và chân của người bị nhói đau. Nó ăn trùng ở chỗ nào, thì chỗ ấy bị đau đớn. Nếu trùng không giận dữ, thì không có những triệu chứng trên. Lại nữa, người tu hành dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn, quán trong xương, có 10 loại trùng. 10 loại đó là trùng thỉ, trùng khiết cốt, trùng cát tiết, trùng xích khẩu xú, trùng lạng, trùng xích khẩu, trùng đầu đầu ma, trùng thực bì, trùng phong đao, trùng đao khẩu. 10 loại trùng này di chuyển trong xương, nếu làm trái ý, chúng sẽ nổi giận, gây tổn hại cho thân. Nội dung được ghi đầy đủ trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Lại nữa, người tu hành dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán 10 loại trùng chuyển động trong nước tiểu. Đó là trùng sanh, trùng châm khẩu, trùng tiết, trùng vô túc, trùng tán trấp, trùng tam tiêu, trùng phá tràng, trùng bế tắc, trùng thiện sắc, trùng uế môn sang. 10 loại trùng này có màu sắc xấu xí, sống trong phân tiểu. Nếu làm trái ý, chúng sẽ nổi giận, gây tổn hại cho thân.
nội dung được ghi đầy đủ trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Lại nữa, người tu hành dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán 10 loại trùng di chuyển trong tủy, trong tinh trùng. 10 loại đó là trùng mao, trùng hắc khẩu, trùng vô lực, trùng đại thống, trùng phiền muộn, trùng hỏa, trùng hoạt, trùng hạ lưu, trùng khởi thân căn, trùng ức niệm hoan hỷ. 10 loại trùng này nếu bị trái ý, chúng sẽ nổi giận, gây tổn hại cho thân. Nội dung được ghi đầy đủ trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ.